Cuộc chiến mới giữa Phượng Ve và nhạc sĩ Phương Thảo. Quyền tác giả sẽ tặng Cao Lan luôn. Nói chung á, để em nói cho chị đi nghe, chứ thật sự thì trước thì cũng là bạn bè, bạn bè biết nhau. Khi mà em hát ca khúc này trên live á, thì bên kia thấy mới nói á, là nói là gì nè, Phượng mới nói gì nè, thôi bài hát này tôi thấy hợp với giọng của tôi, thì thôi Thảo để cho tôi hát. Hát bài này nghe, thì khi mà xuống live thì kết bạn Zalo này nọ cũng nói chuyện. Thì em cũng có nói với bên với Phượng gì nè, là giống như bây giờ thì bài hát của mình không phải nhạc sĩ nổi tiếng thì cũng cứ hát, nhưng mà nếu mà bài hát mà cái lượt view nó lên á, hoặc là cũng có nhiều người đã thích gì đó trong vòng bao nhiêu ngày mà có mà rồi thì Phượng có thể tiếp Thảo cái phần tiền dựng bút hay là cái chi phí nhỏ thôi, tại vì cũng có mấy người người ta nói nếu mà Thảo làm bản quyền người ta cũng có mua, cũng mua, nhưng mà thực sự mình đâu phải là nhạc sĩ nổi tiếng đâu mà người ta mua giá cao. Thì cũng thử với mình xong rồi cũng thời gian hơi bị lâu, rồi cái đầu em ngay ngày đó là em con em bệnh. Lúc đó tin nhắn em có nhắn cho Phượng, nhưng mà do cái Zalo đấy bị mất rồi. Em mới nói Phượng ơi, bây giờ con mình bệnh như vậy đó, thì Phượng cái chi phí hôm trước Phượng nói với Thảo đó, ví dụ như Phượng gửi cho tiếp Thảo chút đỉnh được không. Thì lúc đó là em hình như em gọi, em nhắn tin không trả lời em mới gọi. Thì nó nạt ngang. Chuyện tiền bạc đừng có nói gì với Phượng nữa, cho Phượng bây giờ mệt lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi. Thì em mới biết được là cái drama đang xảy ra là cậu mất. Lý do là em cũng đâu có theo dõi nhiều lắm đâu chị, mình con nhỏ mà. Con cái bệnh đau nữa, rồi thà em hôm đó em giận tức mà mình khóc luôn nghe, giận luôn hả. Cái em mới xuống, em cũng không thèm nói câu nào, cho tới khi mà em theo dõi cái drama đó, cái em mới ngồi em thấy trong đám tang mà nghe Phượng nói gì Hồng Loan là con nuôi. Cái em ngồi ủa, liên quan gì tới câu này mà Hồng Phượng đi nói nghe, nghe cái đám tang của người ta. Đi nói với mọi người làm gì, con ruột thì miễn chế tờ hợp lệ chúng ta là quan trọng gì nữa. Đúng rồi. Mình mới nói ủa sao con nhỏ này nó tánh tình nó kỳ vậy ta. Thì từ từ em mới thấy cái bản tánh của nó là quá trời kỳ luôn, chứ phải là riêng đối với bản thân mình nữa. Rồi đó là em nói chung là cái bài hát mình đã lỡ đưa rồi, cái bài thứ hai lúc đó, trước đó bài thứ hai em định đưa luôn. Em nói Thảo có bài thứ hai, bây giờ Phượng nếu mà Phượng chịu hát thì có đưa, nhưng mà Phượng đi hòa âm nha. Thì bài này Thảo không có khả năng hòa âm đâu, tại mình không có đi làm đâu, em ngưng hát lâu lắm rồi. Rồi cái Phượng nói nếu mà bài thứ hai này mà Thảo đưa cho Phượng hát thì Thảo phải bỏ ra thêm tiếp tiền 50% với Phượng để mà quay cái MV để thu âm nữa. Cái em cũng cười cười, em nói sao kỳ vậy ta, người ta bán nhạc được còn mình ra giống như là bán được cũng được thôi, còn tốn tiền nữa. Bán được mà còn tốn tiền nữa đúng không? Cái Phượng mới nói gì đâu rồi đó, anh Tuấn Quang cũng vậy. Thật sự luôn, anh Tuấn Quang thì em biết, nhạc sĩ Tuấn Quang em biết mà. Anh Tuấn Quang đưa bài cũng vậy, thì nói vậy thì em nghe vậy. Thật sự mình có đâu có nằm trong lĩnh vực của nhạc sĩ đâu. Đúng rồi. Ca hát thôi, em đi hát này nọ thôi, chứ nhạc sĩ là ngẫu hứng thôi đó. Rồi em theo dõi từ từ em thấy nó rất là kỳ nhiều cái luôn. Rồi em nói chung là em có nhắn cho nhiều chị lắm. Nhiều chị mà trên cộng đồng mạng, có chị đó là Tina, chị Tina ở bên Mỹ. Em có nhắn, em cũng giải thích cái tình trạng đó là bà giận dữ lắm. Là hôm đó em đang có, như là bà nghe bà giận lắm nhưng mà không có nói. Xong rồi cái thằng em nhắn cho Loan, nhưng mà thật sự mình biết nhắn cho Loan cũng như không, mà Loan đâu có coi tin nhắn chờ đâu. Em nhắn cho chị, em nói thôi bây giờ em quyết định, em thấy biết là Loan không có ai trường lớp mà âm nhạc. Thật sự em vẫn biết điều đó, nhưng mà quý con bé nó là sự chân thật. Nó thật thật thà, chúng mình quý vậy thôi, còn chuyện hát hay hát dở em không quan trọng. Bản thân em cũng đâu có qua trường lớp đâu chị đi, nhưng mà quan trọng là cách sống của mỗi người thôi. Thì bây giờ á, bài hát này á, em chưa có làm bản quyền tác giả luôn, tại vì em không có điều kiện. Là cái bài hát Lỡ Duyên mà nó đúng rồi, bị bay hết bài rồi, bị bay hết bài có MV rồi. Bây giờ một là Loan lấy cái bài của em hát là nhạc nền của em cũng được. Nếu mà Loan muốn hòa âm lại thì cứ hòa âm và em giao cho Loan luôn cái quyền tác giả. Có nghĩa là bây giờ nó lấy cái bài của em mà bài của em là chưa đăng ký bản quyền. Ý chị nói là nó cũng chưa trả cho em đồng nào hết, bây giờ nó lấy bài của em. Nó cải lời lại, giống như nó tạo cái lời mới lại đúng không? Không có lời, chỉ là hòa âm nhạc thôi, chứ lời vẫn là của em, đâu dám mà sai tên tại cải lời của em được. Không, bây giờ nó đang hát MV đó là lời của nó hay lời của em? Lời vẫn là lời của em. Ồ, nhưng mà chưa xin phép em. Có nghĩa là cái việc này là cái việc nó phải trả tiền cho tác giả chứ.
Không có luôn, mà còn kêu em là phải trả ngược lại giống như tiền BA. Trời đất ơi. Rồi Thì bây giờ chị xác định, tại vì cái cuộc nói chuyện này á, là chị cũng đã xin phép em rồi. Chị cứ xác định sự thật thôi. Tại vì trước khi chị đăng lên á, chị cũng phải cần coi như là chứng thực á. Rồi chị cũng cảm ơn Thảo. Có gì chị sẽ nói chuyện với Loan. Rồi sau đó thì chắc Thảo dành thời gian cho chị gặp một buổi nha. Có dạ gì chị được. em mình trao đổi với nhau về cái vấn đề Dạ. bài hát mà em viết tặng cho Loan Em á. còn một bài thứ hai nữa. Mà bài đó thì hiện tại giờ em chưa có làm gì hết, chưa đá đụng gì tới hết. Nói chung là chị Thì đó là mới cũng hoàn toàn đó, mới hoàn toàn đó là để em tặng cho Loan, để mà Loan có bài mới luôn, không có ấy. Nhưng mà bài hát em viết không có ảnh hưởng gì tới ai hết, chị yên tâm. Giống như là không ảnh hưởng tới cái cuộc sống của bất cứ ai hết. rồi ok, chị cảm ơn em. Chị cố gắng Dạ lên cho cuộc nói đúng. chuyện này nha. Dạ em cảm ơn chị đi Rồi nha. rồi chào em, Trời ơi, tôi có yêu chi mến gì hả bà với ba với Lon nhiều lắm. cảm ơn Có em, dịp cảm em cuộc thì nói chuyện này. có dịp đi rồi mấy chị em mình gặp ở Ok ngoài nói em, chuyện nó dễ hơn. ok em. Quý vị, vào dịp cuối năm thì mọi người không chỉ là dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng ngăn nắp, gạt bỏ những thứ không cần thiết, mà còn muốn làm rõ mọi khúc mắc trong tất cả các mối quan hệ tồn tại ở năm cũ để sẵn sàng chào đón một năm mới an khang thịnh vượng và gặp được nhiều điều may mắn. Sau gần một năm chứng kiến bất công, cháu, cô cướp tài sản của con gái người đã mất, thì mới đây nhạc sĩ Phương Thảo không chỉ lên tiếng thể hiện quan điểm là bảo vệ Hồng Loan, mà nữ nhạc sĩ cũng quyết tâm làm sạch, giải quyết dứt điểm mối quan hệ nhùng nhằng thầm ba lăng với Phượng Ve, quyết đòi số tiền mà Phượng Ve đã quỵt để mà có tiền chạy chữa cho con nhỏ đang bị bệnh. Phát súng của nữ nhạc sĩ vào ngày tảo mộ đã khiến Phượng Ve chính thức đắp mộ thanh danh của một người nghệ sĩ. À không, thanh danh để là một con người tử tế, Phượng Ve còn không xứng đáng. Chi tiết thông tin này ra sao? Chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi những cập nhật của chúng tôi nhé. Thưa quý vị, Phượng Ve toàn quen cái thói là ăn giật, ăn sẵn, quen cái thói là hạ cái họng ra, chờ người khác kéo cái sạch tia, hạ cái đụng quần xuống để mà mớm cho Phượng Ve. Cứ chỗ nào có ăn miễn phí là nó nhào vô nó đớp, ăn tạp rất quen, đã vậy ăn xong còn quẹt cái mỏ. Nhạc sĩ Cầm Minh Thu đã tố cáo ca khúc Tiếc Thương Phượng Ve 8-9 tháng nay không chỉ lãnh tiền thụ động hàng tháng qua nền tảng YouTube mà còn mang ra để kinh doanh hát miễn phí trong đêm nhạc giỗ tổ. Điều này đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp, thậm chí là vi phạm pháp luật. Nam nhạc sĩ cũng cho biết anh đã suy nghĩ về vấn đề là kiện tụng vì đã không cho tặng miễn phí lại còn bị hớt tay trên và mang tiếng. Nghe lời tố cáo của Cầu Minh Thu mà thấy nhục dùm cho con Ve. Nó không chỉ nghèo tiền, nghèo bạc mà nó còn nghèo về học thức, nghèo nhân cách, cũng tội cho con Ve. Từ khi mẹ đẻ ra cho đến bây giờ có nuôi dưỡng dạy dỗ nên người đâu. Mẹ thì mê đỏ đen, trốn nợ ở các nơi. Cha thì bỏ bê, đâu có nhận nuôi. Phải sống đeo bám ăn nhờ ở đậu, quen cái thói từ nhỏ là ăn hiếp người ta. Cái gì cũng lấy một phần cho mình. Cứ thấy gì thích là giật thôi, thích thì cướp thôi. Nhưng Cầm Minh Thu không phải là nạn nhân thê thảm nhất bởi thủ đoạn ăn cướp, ăn đằng sống nổi đằng gió của Phượng Ve. Và mới đây nhạc sĩ Phương Thảo đã bóc phốt con ả này, không chỉ là ăn cơm mà còn ăn luôn phân của một đứa trẻ con. Nữ nhạc sĩ này đã tố cáo Phượng Ve hai vấn đề. Thứ nhất, ca khúc Lỡ Duyên Phượng Ve cướp trắng trợn. Ca khúc này không trả tiền cho nhạc sĩ khi con của Phương Thảo lâm bệnh không có tiền chạy chữa, khổ sở đến mức phải đưa vào chùa vì mất khả năng nuôi dưỡng. Cô đã ngỏ ý nhắc Phượng Ve thanh toán tiền. Con ả đã dở giọng mẹ thiên hạ, chuyện tiền bạc bây giờ đừng có hỏi Hồng Ve nữa, bây giờ Hồng Ve mệt mỏi lắm rồi. Thứ hai, Phượng Ve đã gài kèo bắt nhạc sĩ Phương Thảo vừa mất công sáng tác nhạc lại phải chịu 1/2 chi phí để sản xuất MV cho Phượng Ve. Khôn như Phượng Ve thì cần xích lại, đừng cho nó chạy nhồng nhồng ở ngoài đường mà cắn bậy, lây bệnh dạy cho người ta. Thưa quý khán giả, ăn giật bài hát đối với nó là chuyện bình thường, nó còn ăn trên cái xác chết mà nó còn không sợ, huống chi là cái bài hát. Đã không có lòng tự trọng rồi mà còn siêng năng đi làm đơn, chuyến này không biết nó có kiện Cao Minh Thu lẫn nhạc sĩ Phương Thảo hay không đây. Sau khi nữ nhạc sĩ lên tiếng, xác cô bà hôm có con Ve đã đăng một tờ giấy viết tay có nội dung là giấy ủy quyền nhằm đáp trả thông tin từ Phương Thảo. Ngay lập tức, ba mẹ nghèo khổ này cũng đã phản pháo vô cùng gay gắt. Xin thông báo đến ca sĩ Phượng Ve, giấy ủy quyền tôi đã viết vào ngày 30 tháng 11 năm 2022 để cho cô thể hiện ca khúc của tôi dưới mọi hình thức. Đến ngày hôm nay là ngày 4 tháng 2 năm 2024, tôi xin thông báo hủy ủy quyền vì có ba vấn đề sau đây. Thứ nhất, giấy ủy quyền không có thời hạn nên sau 12 tháng hết hiệu lực.
Thứ hai là giấy ủy quyền phải có thông tin của cả hai bên như tên, ngày tháng năm sinh, căn cước công dân và phải có chữ ký của cả hai bên thì mới có hiệu lực. Thứ ba, cô tự ý hòa âm không thông qua tác giả có quyền xử lý. Và trong khoảng thời gian sử dụng, cô không trả chi phí cho tác phẩm cô đang sử dụng. Phương Thảo cũng đã gay gắt, nhắn gửi trực tiếp đến con gái của bà Sáu Bào và sơn mày gọi tao với con ả cháu họ Lê trời đánh thánh đâm. Chị nói cho mày nghe nè HB, trong cuộc đời của chị chưa bao giờ xen vào cuộc sống của người khác. Dù mày sống đúng hay là sống dơ cũng kệ mày. Mà mày sống sao để cả thế giới cắn mình mày là mày tự hiểu. Còn cái gì của tao thì xin lỗi trả cho tao, tự giác gỡ. Chứ đừng để chị mày gỡ xuống, chị mày không hèn đến nỗi là dùng nick ảo để đi chửi người này người kia. Mày chửi người ta sao, mày không tự hỏi tại sao họ chửi một mình mày. Chị mày nghèo thiệt, nhưng nhân cách của chị mày thì giàu hơn mày. Mày không cần nhờ hay là thuê tụi nó công kích chị đâu. Chị mày không quan tâm đâu, vì sao mày biết không? Vì với tao, mày không xứng đáng. Thưa quý vị, sở dĩ Phương Thảo mất bình tĩnh và chửi thẳng Phượng Ve bởi vì cô cũng giống như Hồng Loan là bị con ả này ức hiếp và chèn ép đến bước đường cùng. Cao Minh Thu còn được đãi trả ơn bằng cái chầu sushi, còn Phương Thảo không chỉ cho Phượng Ve hát chùa mà còn bị quay sang nạt nộ, nạt ngang, nạt ngửa. Ve ơi, Ve sống có chút tình người đi Ve, trả tiền bản quyền cho người ta để người ta có tiền mà nuôi con nhỏ đi Ve.